và cả Nam Bộ sẽ có nắng từ sáng cho đến chiều. Ở Nam Bộ thì trời sẽ hơi nóng với mức nhiệt là từ 31 đến 33 độ. Về thời tiết các vùng biển khác thì ở huyện đảo Hoàng Sa không mưa, nhưng từ ngày mai thì gió sẽ mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Còn huyện đảo Trường Sa thì mưa một vài nơi, gió ở đây cấp 4 đến cấp 6, giật cấp 7. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam. Chiều 16 tháng 12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy